Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão để chúng ta tiến hành công việc là khai trương mở cửa hàng. Thì đó là những ngày nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, chúng ta đã biết đấy, cái tháng 2 âm lịch nó khởi từ ngày 20 tháng 2 dương lịch đến ngày 21 tháng 3 dương lịch. Đó. Và ngày mùng 1 nó là ngày kỷ dậu, tháng 2 âm lịch tháng Ất Mão nó là tháng đủ có 30 ngày. Thì để lựa chọn ra ngày tốt thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách là ngày tốt tuần thư sử dụng ngày tốt tuần thư để tìm ra những ngày tốt nhất trong cái tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc là khai trương. Thì chúng ta sẽ dựa vào các tiêu chí chọn ngày tốt để tiến hành công việc khai trương ấy, để chúng ta tìm ra những ngày tốt nhất cho quý vị. Thì đầu tiên bao giờ cũng vậy. Và để chọn ra một ngày khai trương ấy, thì chúng ta sẽ có 35 tiêu chí này, có 35 tiêu chí để chọn ngày khai trương. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt này. Đó. Và đầu tiên cũng vậy, bao giờ để lựa chọn ra một ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu trước. Đúng không? Tại vì trong một ngày bao giờ cũng có à, ẩn tàng những cái tốt và cái xấu Vậy nên khi mà chúng ta mà không không để ý đến những cái ngày xấu ấy Thì những cái ngày tốt chưa chắc nó đã tốt thật sự Vậy nên là chúng ta cần phải loại bỏ hết những cái hung tinh nữa Thì đầu tiên, cái hung tinh đầu tiên trong cái tháng 2 âm lịch Nó là cái ngày sát chủ Ngày sát chủ trong tháng 2 thì nó sẽ là ngày ngày tí và ngày xỉu Ngày tí là sát chủ dương và ngày xỉu là sát chủ âm trong ngày tí sẽ có 3 ngày, mùng 4 là ngày nhâm tí, 16 là ngày giáp tí và 28 là ngày bính tí. Đó. Ngày xỉu thì cũng sẽ có 3 ngày, mùng 5 là ngày quý xỉu, 17 là ất xỉu và 29 là ngày đinh xỉu. Thì hai ngày này gọi là hai ngày sát chủ, chúng ta không dùng. Sát chủ. Tiếp theo ngày xấu thứ hai chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thụ tử. Ngày thụ tử trong tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày thìn. Sẽ là ngày thìn. Ngày thìn có 2 ngày, mùng 8 là bính thìn và ngày 20 là ngày mậu thìn. Thì đây là hai ngày sát chủ mà chúng ta cũng không nên, không nên dùng. Tiếp theo là ngày thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày tam lương. Ngày tam lương thì sẽ có 6 ngày, ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27. Thì ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào ngày Tân Hợi. Ngày mùng 7 nó sẽ rơi vào ngày Ất Mão. Ngày 13 nó là ngày Tân Tân Dậu. Ngày 18 thì nó sẽ rơi vào ngày Bính Bính Dần. Ngày 22 nó là ngày Canh Ngọ và cuối cùng là ngày 27 nó là ngày Ất Hợi. Đó là 6 cái ngày tam lương mà chúng ta cần phải tránh. Tiếp đến là ngày thứ tư chúng ta loại bỏ là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ sẽ bao gồm 3 ngày mùng 5, 14 và 23 thì các cụ nhà ta vẫn nói mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng đỗ huống chỉ là đi buôn đúng không ạ? Vậy nên là ngày này chúng ta cũng không nên dùng để chúng ta tiến hành công việc khai trương. Ngày mùng 5 thì nó sẽ là ngày quý sửu này. Ngày 14 thì nó là là ngày nhâm tuất và ngày 23 thì nó là ngày tân tân mùi đó. Đó là những ngày xấu còn tránh. Tiếp đến là chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày nguyệt phá. Thì trong tháng 2 âm lịch nó là tháng Mão Tháng Ất Mão thì Mão và dậu tương xung. Vậy nên là những ngày những ngày dậu thì chúng ta cũng sẽ không dùng. Ngày dậu thì có 3 ngày mùng 1 là kỳ dậu, 13 Tân dậu và ngày 25 là ngày quý dậu. Thì ba ngày này chúng ta cũng lại bỏ luôn, không dùng nhé. À, tiếp theo chúng ta loại bỏ đến ngày tiếp theo là ngày Dương công kỵ. Ngày Dương công kỵ trong tháng trong tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày ngày 11. Ngày 11 thì nó tương ứng với nó là ngày Kỷ Mùi, đó ngày xấu nữa mà chúng ta còn lại bỏ là ngày xấu thứ bảy đó là ngày ngày trực bình ngày trực bình thì nó là ngày ngọ thì ngày ngọ này các bạn nên xem xét thật kỹ trước khi dùng tiếp theo là ngày thứ 8 đó là ngày trực thâu ngày trực thâu nó là ngày tí thì nó trùng với ngày gì trùng ngày sát chủ rồi ngày thứ 9 ngày thứ 9 là ngày trực bế thì nó là ngày ngày dần ngày dần thì các bạn cũng cần phải lưu ý lưu tâm trước khi sử dụng nó là trực bế còn ngày tí là ngày trực thâu đó Tiếp theo, ngày thứ 11 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày gì? Ba ngày tam sát, ngày kiếp sát, tai sát và ngày nguyệt sát. Thì tháng hai lịch thì kiếp sát nó ở thân. Tai sát nó ở dậu. Và nguyệt sát thì nó ở tuất. Nguyệt sát thì nó ở tuất. Vậy nên là ba ngày này thì các bạn cũng cần phải hạn chế loại bỏ, không nên sử dụng. Đó. Tiếp theo uh, ngày tiếp theo nữa chúng ta cần loại bỏ ngày nguyệt hình ngày nguyệt hình thì tháng này là mão và tí là hình nhau vậy nên là cái ngày tí nó sẽ là ngày nguyệt hình ngày 14 là cần lại bỏ là nguyệt người, người hại nguyệt hại thì mão và mão và thìn là hại nhau đúng không vậy nên ngày thìn sẽ là ngày nguyệt hại hơn nữa là ngày thụ tử nữa vậy nên chúng ta cũng sẽ không dùng tiếp theo là đến ngày nguyệt yếm ngày nguyệt yếm thì nó sẽ là ngày tuất ngày tuất là phạm nguyệt yếm này thì chúng ta cũng không dùng hơn nữa là phạm ngày nguyệt sát nữa Ngày thứ 16 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thiên sứ. Ngày thiên sứ trong tháng này nó là ngày ngọ đúng không ạ? Thêm thiên sứ. Đấy, thì khi dùng quý vị cũng phải hết sức lưu tâm. Tiếp đến là ngày uh, thứ 17 là ngày đại thời. Ngày đại thời là ngày tuất, ngày đại thời. Như vậy ngày tuất cũng khá là xấu. Có rất nhiều hung tinh. Đó. Tiếp đến là ngày thứ 18 chúng ta lại bỏ đó là ngày 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 đại hao. Ngày đại hao ấy nó sẽ là những ngày mùi. Đây ngày mùi phẩm đại hao nữa đại hao vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý ngày 19 là ngày tiểu hao tiểu hao nó sẽ là ngày ngày ngọ tiểu hao ngày thứ 21 chúng ta cần lại bỏ đó là ngày tứ phế ngày tứ phế nó là ngày giáp tuất ngày giáp tuất ngày 26 phạm gì tứ phế đó tiếp theo là ngày thứ 22 chúng ta cần lại bỏ là ngày tứ cùng ngày tứ cùng là ngày ất hợi ất hợi là ngày 27 này nó phạm tứ cùng này hơn nữa nó lại là ngày tam lương vậy nên chúng ta sẽ không dùng Ngày xấu thứ 23 cần loại bỏ đó là ngày ngũ mộ Ngũ mộ là ngày ất mùi nhưng trong tháng này không có Đấy. Và một ngày cuối cùng chúng ta cần loại bỏ ngày 24 Đó là ngày ngày cửu không Ngày cửu không thì nó là ngày, là ngày sử đúng không ạ Cửu không là ngày xíu Đó đó là toàn bộ 24 hung tinh mà chúng ta cần phải tránh Khi mà chúng ta muốn lựa chọn ra được một ngày tốt Để chúng ta tiến hành công việc khai trương Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ sử dụng ngày tốt thần thư Để chúng ta tìm ra được những ngày tốt Tìm ra những sao tốt, những cắt tinh Để chúng ta tiến hành công việc là khai trương Chọn ra ngày khai trương tốt nhất cho quý vị Đấy. Thì cái cắt tinh đầu tiên mà hợp với ngày khai trương ấy, thì đó chính là ngày thiên nguyện Ngày thiên nguyện trong tháng này nó là ngày canh tuất, là ngày mùng 2 Nhưng mà ngày tuất thì phạm vừa phạm tứ phế, nguyện yểm, nguyệt sát, lại phạm ngày đại thời nữa Vậy nên chúng ta cũng sẽ không dùng được Thứ hai là ngày dân nhật, ngày dân nhật thì là ngày ngọ Ngày ngọ nó lại phạm được tiểu hao và thiên sứ Hơn nữa nó lại là ngày, nó lại là ngày trực bình, đúng không? trực bình đây Thì nó cũng kiên kỵ cho việc khai trương Vậy nên các bạn cũng phải hết sức lưu tâm Tiếp đến là chúng ta chọn những ngày khai trương ấy, thì phù hợp nhất là những ngày trực mãn. Những ngày trực mãn thì là những ngày tị thì chúng ta có sẽ có 2 ngày. Mùng 9 là ngày đinh tị. Ngày đinh tị và ngày 21, 21 là ngày kỷ tị. Kỷ tị đúng không ạ? Đó, đó là được ngày tốt đầu tiên. Ngày trực thành thì nó là ngày hợi. Ngày hợi thì trong cái tháng 2 này này chúng ta còn là ngày 15 nữa. 15 là ngày quý hợi. Còn ngày mùng 3 ngày tân hợi thì phạm ngày tam nương, ngày 27 cũng tương tự là cũng bị phạm ngày tam nương. <laughs> ngày tiếp theo và uh, ngày tốt khai trương tiếp theo là ngày trực khai trực khai thì nó là ngày xử nhưng ngày xử vi phạm ngày sát chủ với lại ngày kiểu không rồi thì chúng ta không dùng nữa tiếp đến là ngày ngũ phú ngũ phú là những ngày dần ngày ngũ phú là ngày dần đúng không ạ ngày dần thì chúng ta sẽ chọn như vậy chúng ta có ngày mùng 6 mùng 6 là ngày giáp dần ngày giáp dần chọn để khai trương rất là tốt Tiếp đến là ngày đại hồng sa là ngày tí và ngày xỉu thì hai ngày này đều phạm ngày sát chủ với lại rất nhiều so xấu chúng ta không dùng Ngày thiên đức trong tháng này nó là ngày thân, ngày thân lại phạm vào kiếp sát rồi thì các bạn cũng phải hết sức lưu tâm à, Ngày thiên đức hợp thì là những ngày tị, à, thiên đức hợp là những ngày tị thì ngày tị ta có hai ngày ta chọn rồi Ngày nguyệt đức là ngày giáp thì chúng ta tìm kiếm những ngày giáp thì chúng ta có ngày giáp dần này, ngày giáp tí và ngày giáp tuất Thì ngày giáp dần chúng ta chọn rồi, giáp tí thì phạm vào sát chủ không dùng được Giáp tuất thì cũng phạm ngày tứ phế, hơn nữa lại gì có nguyệt yểm, nguyệt sát và ngày đại thời, chúng ta cũng không dùng. Tiếp theo là đến ngày nguyệt đức hợp là ngày kỷ. Ngày kỷ thì trong tháng này chúng ta có ngày 11 là kỷ xíu này. Ngày 21 là ngày kỷ tỵ, đó. Và ngày mùng 1 là ngày kỷ dậu. Thì những ngày này chúng ta đều không dùng được, đó. Như vậy là gì? Trong cái tháng trong cái tháng 2 âm lịch thì chúng ta có 4 ngày. 4 ngày đại cát, 4 ngày tốt nhất để để chúng ta tiến hành công việc là khai trương. Khai trương mở cửa hàng, cho được thuận lợi và may mắn thì trong cái ngày khai trương thì quý vị cũng tiến hành một cái lễ bốc bát hương ạ bốc bát hương là bàn thờ để được gì may mắn và hành thông thì khi mà là bàn thờ bốc bát hương thì quý vị nhớ là trong bát hương nhà mình ấy, nó luôn luôn phải có cái cốt thất bảo để nó lưu trữ cái linh khí lưu trữ lời nguyện cầu cũng như là lưu giữ cái tâm nguyện của của của, của người, người người cúng ấy, với gia đình với tổ tiên cũng như là với các vị thần linh để được gì gửi gắm cái tâm nguyện của mình vào đó và nó lưu giữ được cái bát hương khi mà có cốt thất bảo thì cái bát hương nó mới lưu giữ được cái lời nguyện cầu, nó mới đủ cái lực để nó chấn trạch, để nó hóa giải những cái nguyện, để nó chấn trạch, để nó hóa giải những cái thứ xấu mà nó làm làm ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Đó, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ chương trình để được gì tư vấn kỹ hơn về cái thất bảo này. Đó. Như vậy là tôi đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc khai trương trong cái tháng 2 âm lịch, tháng 2 âm lịch đúng không ạ? thì nó có 6 ngày tốt trong tháng 2 sẽ có 4 ngày tốt bao gồm những ngày sau ngày tốt đầu tiên là ngày đinh tỵ ngày mùng chín đinh tỵ ngày tốt thứ hai thì nó sẽ là ngày 21 là ngày kỷ tỵ ngày tốt thứ ba nó sẽ là ngày kỷ hợi là ngày 15 và ngày tốt thứ tư thì nó chính là ngày mùng 6 là ngày giáp dần đó đó là bốn cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương mở cửa hàng trong cái tháng hai lịch cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn